Thưa quý vị, cũng trong không khí chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh và xã Hải Bối tổ chức gắn biển và bàn giao công trình vườn hoa tuyến đường văn minh đô thị tại tuyến đường Anh Dũng và đường chợ đầu mối Bắc Thăng Long, khu dân cư Thăng Long. Công trình nằm đảm bảo an toàn, nhu cầu về giao thông, góp phần dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Hải Bối theo hướng đô thị văn minh. Với phương châm 5 có 3 không tại các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện, trước đó xã Hải Bối đã ra quân xử lý vi phạm về trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường khu vực gầm cầu từ tháng 7 đến nay. Sau đó đã giao Hợp tác xã Hoa nghệ thuật Cây cảnh Thăng Long phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và khu dân cư Thăng Long tổ chức trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan hai bên tuyến đường, tổng diện tích 6.000 m2 với số tiền đầu tư gần 900 triệu đồng. Đến nay, công trình hứa hẹn tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ của Đông Anh.